Xin chào các bạn, từ trên cao nhìn xuống, Campuchia có một mảng màu xanh ở giữa lãnh thổ. Đó phải chăng là một vết lõm siêu lớn? Chính xác là như vậy. Chúng ta đang nói về biển hồ, hồ mà to như biển. Đây là câu chuyện về hồ nước lớn nhất tại Đông Nam Á của đất nước láng giềng Campuchia. Hồ nước này thậm chí còn lớn hơn rất nhiều đất nước ở trên thế giới. Và hồ nước này là nơi cư ngụ của rất nhiều người Việt Nam. Đây là câu chuyện về biển hồ Tonle Sap. Tonle Sap nằm ở đâu? Địa điểm này thì nằm cách trung tâm của thành phố Siem Reap khoảng 30 phút chạy xe ô tô. Siem Reap trong tiếng Khmer có nghĩa là quân Siem bại trận. Và đây là thành phố rất là hút khách du lịch vì vị trí của nó thì gần với cửa ngõ vào khu vực quần thể Angkor nổi tiếng của đất nước Campuchia. Siem Reap bây giờ nổi bật với những khách sạn, những nhà hàng hiện đại và có những cơ sở để bảo tồn văn hóa truyền thống của thành phố. Nhưng đầu thế kỷ 19, khi người Pháp đến với Siem Reap thì họ mô tả nơi này thậm chí còn nhỏ hơn cả một ngôi làng. Từ Siem Reap đi 30 phút ô tô, đó chính là Tonle Sap. Tonle Sap có nghĩa là sông nước ngọt lớn, nhưng thông thường được gọi một cách vắn tắt là hồ lớn trong các ngôn ngữ khác. Còn Việt Nam ta thì gọi là biển hồ. Biển hồ cho thấy tầm vóc rộng lớn của hồ nước này. To lớn đến mức không nhìn được thấy bến bờ, giống như thể người ta đang lênh đênh ở trên biển. Đây là một sự kết hợp độc đáo giữa hồ và sông có tầm quan trọng lớn đối với đất nước Campuchia. Hồ nước lớn nhất Đông Nam Á này đã được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới từ năm 1997. Vâng, chúng ta vẫn nói rằng đây là hồ nước lớn nhất Đông Nam Á. Vậy diện tích chính xác của nó là bao nhiêu? Cũng phải có con số thống kê cụ thể cơ chứ. Thực tế thì không dễ để đưa ra con số chính xác. Không phải là người ta không đo được, mà lý do là bởi hồ nước này có diện tích mặt nước thay đổi theo mùa. Diện tích mặt nước của hồ lúc mà nhỏ nhất có khi chỉ 3.000 km2 hoặc bé hơn, nhưng lúc lớn nhất, diện tích có thể mở rộng lên gấp hơn 5 lần. Như vậy, ngay cả khi diện tích mặt hồ đạt trạng thái nhỏ nhất, thì diện tích ấy cũng đã lớn tương đương với thủ đô Hà Nội của nước ta rồi. Hãy cứ thử tưởng tượng, Hà Nội tức là gồm cả phần Hà Tây cũ, chỗ nào cũng là Hồ Gươm, chỗ nào cũng là Hồ Tây, chỗ nào cũng là nước như vậy. Và mọi chuyện đều có nguyên do của nó, giống như cách mà biển hồ Campuchia thay đổi diện tích mặt nước qua các mùa. Trong mùa khô thường kéo dài từ tháng 11 cho đến tháng 5, thì biển hồ sẽ có một dòng nước chảy ra biển, giống như bất kỳ một dòng chảy nào khác, và dòng chảy này thì chảy theo hướng đông nam. Sông không chảy ra biển thì chảy đi đâu? Khoảng 100 km về phía hạ lưu thì sông Tonle Sap sẽ hợp lưu với sông Mekong hùng vĩ. Sau đó thì phần này phân nhánh thành một số tuyến đường thủy khác và đi qua khu vực đồng bằng sông Cửu Long thịnh vượng của Việt Nam nước ta, rồi đổ vào biển Đông. Tuy nhiên vào mùa mưa, sông Mekong trở nên quá nhiều nước với những cơn mưa xối xả khắp khu vực Đông Nam Á, cùng với việc tuyết tan từ Tây Tạng rất nhiều, đến nỗi nước sông Mekong dư thừa và nó chảy ngược lên sông Tonle Sap và chảy ngược vào biển hồ. Lúc này thì hồ Tonle Sap sẽ mở rộng diện tích từ khoảng 3.000 km2 có thể rộng lên đến 16.000 km2. Khoảng cách xa nhất của hai bên bờ hồ trước đây là 35 km thì bây giờ có thể tăng lên thành 105 km. Vậy khi ở diện tích lên tới 16.000 km2, hồ nước này thực sự lớn thế nào? Đó là một diện tích lớn gấp rưỡi đất nước Qatar và lớn gấp 3 lần đất nước Brunei. Một hồ nước lớn như vậy thì quả thật là đáng nể. Và đây là một trong những kỳ quan thiên nhiên hùng vĩ nhất của quốc gia Campuchia. Và bởi độ sâu của hồ Tonle Sap tăng lên rất nhanh. Mùa khô thì chỉ khoảng 1 m, nhưng đến mùa mưa, những đoạn hồ này sẽ sâu đến 9 m. Các công trình ven hồ cần phải được xây dựng để thích ứng theo một trong hai cách. Cách đầu tiên, đó là những công trình này phải ở những nơi có độ cao tới khoảng 10 m. Và cách thứ hai, đơn giản hơn, đó là xây dựng những ngôi nhà nổi. Nước lên thì thuyền lên. Hồ nước này quan trọng ra sao đối với người Campuchia và quan trọng ra sao với người Việt Nam chúng ta? Trong thời kỳ Angkor thì Tonle Sap đối với người Khmer cũng giống như là sông Nin đối với người Ai Cập. Đó là một nguồn sống dồi dào, mang lại phù sa, mang lại tôm cá, tạo ra những công trình hùng vĩ để lại cho đến tận ngày nay với các bậc hậu thế. Vào mùa khô khi mà nước trong hồ giảm, thì người Khmer sẽ lấy những cái nước ở trong hồ để tưới cho cây trồng lúc này đang hạn hán. Nhờ đó có thể trồng 2 hoặc là 3 vụ mỗi năm. Và dù là vào mùa mưa hay là mùa khô, thì tuyến đường thủy trên biển hồ vẫn là một tuyến đường thủy cực kỳ quan trọng. Vào mùa mưa thì đường lớn hơn, rộng hơn, di chuyển được xa hơn. Lúc này có 5 tỉnh bao quanh hồ Tonle Sap và hơn 3 triệu người đang sống xung quanh hồ này.
Trong số này, khoảng 90% sống bằng nghề đánh bắt cá hoặc là liên quan đến nông nghiệp. Nhiều người sống trong những ngôi làng nổi đặc biệt. Người Việt Nam chúng ta thì quen với điều này rồi, nhưng với khách Tây thì điều này thực sự là mới lạ. Cuộc sống của người dân thì xoay quanh với mảnh lưới và con cá. Với vị thế đặc biệt và hệ thống thủy văn đổi dòng 2 lần mỗi năm, Tonle Sap là một trong những hồ nước ngọt có hệ sinh thái đa dạng và phong phú nhất trên hành tinh. Ngư nghiệp Tonle Sap cung cấp một nguồn nuôi sống 3 triệu người, cung cấp khoảng 75% sản lượng cá nước ngọt cùng 60% lượng chất đạm cho toàn bộ người dân của đất nước Campuchia. Ở hồ Tonle Sap thì cũng có nhiều con vật rất là thú vị, ví dụ như là cá da trơn khổng lồ sông Mekong. Đây là một trong những loài cá nước ngọt lớn nhất thế giới và thường được tìm thấy ở biển hồ trước kia. Một ngư dân từng bắt được một con cá da trơn khổng lồ sông Mekong nặng gần 3 tạ vào năm 2004. Nhưng số lượng của những con cá này đã giảm đáng kể và gần đây rất hiếm khi gặp nó. Ngoài ra, hồ nước này còn là cứu sinh của đồng bằng sông Cửu Long nước ta bởi vì lượng nước trong hồ giúp điều tiết, hạn chế lũ lụt vào mùa mưa vì nước chảy ngược lại mà. Và hồ còn cung cấp hơn 50% lượng nước cho đồng bằng sông Cửu Long vào độ mùa khô. Và như đã nói ở phần đầu, hồ Tonle Sap hay chúng ta gọi là biển hồ, đó là một nơi gắn liền với những người Việt Nam tại Campuchia. Với diện tích rất lớn như vậy thì biển hồ Campuchia là nơi sinh sống của rất nhiều hộ dân. Trong đó có những người Việt Nam, những người Chăm sinh sống. Người Việt Nam đã đến đây sinh sống 3-4 đời, chủ yếu là những người thuộc các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Không ai biết rõ người Việt Nam đến sinh sống tại biển hồ từ thời điểm nào. Có ý kiến thì cho rằng tổ tiên của những người Việt đã đi theo dòng sông Mekong từ Việt Nam ngược sông Tiền, ngược sông Hậu, dùng nghề chài lưới để mưu sinh. Nơi nào có cá thì dừng lại và nơi cuối cùng họ định cư là Tonle Sap, một cái hồ rộng mênh mông như biển. Một số tài liệu khác thì ghi nhận rằng trong thời kỳ thực dân Pháp đô hộ Đông Dương, chúng đã đưa người Việt Nam sang Campuchia để trồng cao su. Thời gian sau, người Việt di cư ra khu vực biển hồ và sống tập trung tại đây. Nhưng dù bằng lý do nào đi chăng nữa, thì cuộc sống của người dân Việt Nam tại hồ Tonle Sap, những người mang dòng máu Việt tại Tonle Sap không mấy khá giả. Họ chủ yếu sống bằng nghề đánh bắt thủy sản với những dụng cụ thô sơ. Mọi sinh hoạt thì thường trên chiếc thuyền tạm bợ. Khi đến mùa nước nổi, họ sẽ di chuyển đến những nơi có nước thấp hơn để tiếp tục mưu sinh. Nói rộng ra, cộng đồng người Việt tại Campuchia hay là những người Campuchia gốc Việt chính là cộng đồng dân tộc thiểu số lớn nhất tại đất nước này. Mặc dù có những tranh chấp sâu đậm giữa hai dân tộc Khmer và Việt trải dài qua hàng thế kỷ, nhưng trên đất nước Campuchia, hai nhóm vẫn sống cận kề nhau. Nói về lịch sử thì khá là dài. Xa hơn nữa chúng ta không đề cập đến, còn gần đây hơn, nhà Nguyễn dưới triều vua Minh Mạng đã sáp nhập toàn bộ phần lãnh thổ phía đông của Campuchia, gọi là Trấn Tây Thành và nước Đại Nam. Mọi thể chế từ việc cả cai trị đến phong tục đều có lệnh phải bỏ lề lối bản xứ mà theo cách của người Việt. Việc triều chính thì các quan lại Campuchia phải thay cả phẩm phục và lễ nghi. Đối với dân chúng Khmer, không những không có nền độc lập mà sự tồn vong của dân tộc cũng lâm nguy. Do đó, người ở Campuchia đã liên tục nổi dậy, lại có thêm triều đình nước Xiêm bên Thái Lan hậu thuẫn và các lực lượng chống chính quyền nhà Nguyễn nữa. Quan quân nhà Nguyễn sau cùng đã rút quân khỏi Campuchia. Đến giữa thế kỷ 19 thì người Pháp xâm lăng rồi lại chiếm đất Nam Kỳ. Người Pháp sau đó thuyết phục vua Campuchia chấp nhận chế độ bảo hộ của Pháp trên đất nước này. Dù vậy thì ảnh hưởng của người Việt Nam tại Campuchia thay vì thuyên giảm dưới sự can thiệp của Pháp lại càng tăng khi chính quyền bảo hộ thường xuyên dùng người Việt làm nhân sự trong bộ máy hành chính. Công nhân người Việt cũng sang làm phu đồn điền cao su ở Campuchia. Có thể nói, có những mâu thuẫn rất khó để hàn gắn. Trong khi người Việt Nam chúng ta coi cuộc Nam Tiến là mở mang bờ cõi đất nước, thì người Khmer coi đó là sự mất mát lớn cho dân tộc họ. Cảm ơn các bạn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này, câu chuyện về hồ nước lớn nhất Đông Nam Á và cuộc sống của người Việt Nam tại Campuchia.